Mực ở đâu vậy anh? Ở sông Đốc, mực sông Đốc nè. Sông Đốc chảy vậy đó hả? Wow. Sông Nhân luôn nè. Hay, chào một ngày mới ấm áp. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Quê Hương Vlog. Đây là những con mực ở quê hương mình. Cả nhà xem xong nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ giùm mình nhé. Sạn đang lên. Đường đi qua cái nước. Cá mực đây bà con có bán ơi. Mực tươi quá chị cả nhà ơi. Cá mực đây bà con có bán ơi. Mực dai đó hả? Mực dai. Mực tươi đó hả? Cá mực đây bà con có bán ơi. Mực này còn tươi cả nhà ơi. Cá mực đây bà con có bán ơi. Cá mực đây bà con có bán ơi. Anh Hoàng ơi, 1.400.000 nha. Cá mực đây bà con có bán ơi. Mực sông Đốc trở về nè. Mà giấc này anh mới có chứ anh không có giấc sáng. Giấc sáng là anh về đó giờ vậy, chiều sáng anh bán. Sáng anh bán ở chợ mà nhưng anh bán. Cái chiều về là ngon dữ lắm này. Giấc nào vô giấc này là đồ ngon lắm. Cá mực đây bà con có bán ơi. 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 Cá mực
để lộn xộn cái nè, nó ngon. Dạ, quá trời. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Ra máy luôn nha. Dạ. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Con nào con nói ra máy luôn. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Chính được con chính cho khách để con coi được. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Tươi nhìn thấy ngon quá ha. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Đồ anh về là anh bán ra Sài Gòn rồi. À, mấy bà có bà chị rồi bà. Ngày nào anh cũng lấy cho hả? Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Ra ngoài phải đồng quanh mình mới ra cho bà. Rồi cả ngày về không à. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Sợ gì hết chứ. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Cách nào ăn thì cứ Zalo đi đóng thùng rồi cứ chuyển tiền. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Gần xa thì cũng giao. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Gần gần thì khờ bao ship. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Kinh phí tự cảm ơn cho bà con cô bác ơi. 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 Đây. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Thấy ngon quá. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Chứ mà con nào con nói cầu cầu. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Quá trời mực bự luôn. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Nó mực tua. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Đây mực tua nhỏ đó hả? Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Mực tua nhỏ đó nha cả nhà ơi. Còn còn tươi luôn. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. 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 Anh vô bọc đi giao ta đó hả? Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Đem giao đám nhiều lắm, sáng giao đám cho ta. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Đám tiền bây giờ. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Đây đồ. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Con mực còn sống rồi cả nhà. Con mực còn thở nữa nè. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Giờ anh Tư đó, anh đang lấy thuốc đá rồi. Anh thứ mấy? Anh Út hả? Anh Út đang lấy thuốc đá ra đó cả nhà ơi. Cảm ơn cho bà con cô bác 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 ơi. Giờ anh Út đang khu cái thùng cá ra đó cả nhà. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Ở đây là 4 giờ, 3 lúc giờ, 4 giờ là anh có đồ rồi, tôi về. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. 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 Hả? Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Cái bà thú với cá ngừ hả? Cảm ơn cho bà con cô bác ơi. Cá tươi quá à. Cảm ơn cho bà con cô bác ơi.
cá còn tươi luôn á các nhà ơi. Cá lưới về. Đang lưới hả anh? Ừ, cái này cá lưới nè. Cá lưới nè. Cá lưới lúc nào nó cũng xanh mướt và nó ngon chứ không phải cá cào. Cá cào mà. Nó đục ngầu. Cá mập đây bà con có bác ơi. 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 Cá người nè. Wow, cá người. Cá mập đây bà con có bác ơi. Cá người đại dương à. Cá mập đây bà con có bác ơi. Cá mập đây bà con có bác ơi. Cá mập đây bà con có bác ơi. Nào ăn rất chiều. Cá mập đây bà con có bác ơi. Cá mập đây bà con có bác ơi. Cá mập đây bà con có bác ơi. Cá ngon quá ha. Cá mập đây bà con có bác ơi. Tại vì rồi tôi bán cho khách ở chợ này kia nó quen, ta ăn đây chứ nó quen rồi. Dạ vậy đó hả? Anh bán lâu rồi hả? Bán một mấy năm. Và biết dắt thầy về để cho nên hay chạy vô dắt này lắm. Hay nó bữa hai nó hết nước cá. Cá mập cho bà con có bác ơi. 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 Wow, nhìn thấy ngon quá nha. Cá mập cho bà con có bác ơi. Cá mập cho bà con có bác ơi. Cá mập cho bà con có bác ơi. Đây là cái ao này, các bạn. Ao này nuôi cá nè. Quá trời quặn rồi. Wow. Cá vô hả Thiếm? Ồ, nó lên thấy ham chưa? Bên đó là mấy bụi lục bình với mấy bụi dứa. Dứa này là dùng để quẹo câu nấu cháo rồi đó cả nhà. Nay em quay cho cả nhà xem mấy trái mướp ở quê hương của mình. Đây là trái mướp ở trên vàng nè. Ở đây trồng có mấy dây mà trái quá trời trái luôn. Bên đây nữa nè cả nhà ơi. Bên đây nè trái quá trời trái luôn cả nhà ơi. Nè. Cho cả nhà coi trái mướp này dày 1 mét mấy luôn. Rồi bên đây nè cả nhà ơi, quá trời mướp rồi, trái hết biết trái luôn. Đây nè, mướp này giống trái dài. Đằng này nữa nè. Thank you.
có mấy dây mà cháy quá trời cháy luôn. Cái này chắc con nè. Chế
cái này cỡ 3 kg không chứ hả? Chuyện qua tôi mình bỏ cái này mà nó đậm tôi đứt tay đó. Chút chút xíu. 4 kg luôn. Wow, ngồi đó cả nhà ơi, siêu tấp luôn. Quá trời trái cây cả nhà ơi. Cái này là quýt hay gì nè? Cam. Cam. Cái này là video đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 39.60.000. Giờ mình bổ sầu riêng ra để coi trong có nhiều muối không nha cả nhà. Trái sầu riêng này gần 4 kg luôn nha cả nhà. Quá cả nhà ơi, quá trời ngon rồi cả nhà ơi. Quá ngon quá cả nhà ơi. Tưởng mua lầm mà không lầm nha cả nhà. Quá ngon luôn. Wow. À, ngon chưa? Tiếp tục quay đi. Wow, ngon quá các